Vừa là đây là cái đường nó nối từ đầu xuống hậu môn. Đấy là Đây đường là ruột, đường đường ruột, tiêu hóa. đường tiêu hóa. Nó có hệ thống là đẩy những thức ăn thừa rãi của tôm đẩy ra hậu môn và hậu môn đẩy ra ở ngoài. Thế từ bắt đầu từ miệng như thế nào? Miệng thì càng của chúng lấy thức ăn vào miệng 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 đâu? đây là miệng. Đấy, nó còn có các răng hàm nữa đấy, còn chưa phân tích răng hàm ấy. Rồi xong về nhà để tìm răng hàm nhé. Rồi tiếp đi. Sau đó Diều nó đâu? Diều đâu? diều 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 trên đỉnh đầu lên đấy. đây Rồi. đây Rồi tiếp ruột đây này. ruột Ruột đây. đen Sau đây. đó ở trong ở Ruột bên này không trong nói nhiều. Ruột đâu? đây đây Ruột mà. Nhánh ruột đấy hả? Ở đấy đi thẳng đấy. Rồi. Đây ruột đây. Đây nhánh ruột đây. Đấy, thấy không? Đúng không? Đây là lẽ ra là các bạn để dịch vào đây, các bạn phanh ra hết rồi. Rồi, cái gì đen ở giữa kia? Giữa là hệ tiêu hóa. Hệ gì? Hệ thần kinh. Hệ thần kinh, hệ thần kinh, chuỗi hạch thần kinh. Chuỗi chuỗi hệ thần kinh. Chuỗi hệ á? Hạch. Hạch. Chuỗi hạch thần ừ, kinh ừ. Nối từ đầu xuống hậu môn. Cần cái gì nữa không? Còn đây mang là hậu môn, cứ mang của nó đâu? mang mang, là mang đây mang. Được, rút cho cô một tấm mang này. Cái này cho tay vào đấy. Nhưng mà em đau quá. Lấy panh. Lấy panh. Cái bạn ấy cầm về. Cầm đâu bạn cho mượn đấy. Bạn ấy vừa lên lấy rồi. Đây. Đó, đây. Đây là mang. Đâu? Đây. Đấy á? Đấy là nóc ngoài. Đây. Đây là tấm mang được. Mang là cái xanh xanh ấy. Rồi, nó cái mảng lớp kia kìa. Tấm mang. Đây đây đây, đây ở trên này này phải không? Không phải. Đây này. Đây. Mang ở đây này. Đây, mang đây đây. Đây. Này đây. Khe mang. Chỗ khe mang xanh đây. Xanh đấy. Đây đây mang đây. Có chức năng gì? Có chức năng là bảo bảo toàn bảo bảo hô hấp, lấy oxy. Lấy oxy.